Shalom, shalom, xin kính chào quý tôi tớ Chúa và con dân Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ đến với Chúa để được nghe lời Chúa hôm nay. Sứ điệp mà tôi vừa chia sẻ vừa qua trong vài tuần vừa qua, thì ngày hôm qua vào thứ năm, thì có những cái lời tiên tri dành cho Việt Nam của chúng ta. Và trong một trong những lời tiên tri đó là Chúa sẽ ban phước cho chúng ta một cách dư dật, gọi là dư dật trong mức độ gọi là cấp số nhân, multiplication, tức như là một cấp số nhân. Và trong cái đó Chúa sẽ nói đến cái chuyện mà giống như là năm cái bánh và hai con cá, khi đứa bé đó dâng cho Chúa thì Chúa làm phép lạ và nó trở nên dư dật cho 5.000 người. Và giống như bài giảng tôi chia sẻ cho chúng ta và bước ra và bước lên, họ cũng nhắn đến cái Chúa làm cho cái thuyền đầy cá đến nỗi gần chìm. Như vậy cái chúng ta đang ở trong đúng một cái thời điểm mà Chúa muốn khai phóng cái điều gì đó cho người Việt Nam của chúng ta. Cái điều quan trọng ở tại đây là chúng ta nắm bắt được ý tưởng của Chúa là một việc, nhưng mà chúng ta làm vì với cái sự mặc khải cái điều mà Chúa đưa cho chúng ta. Dầu Chúa có nói cái điều đó đi chăng nữa, nhưng mà nếu chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta không đáp ứng cái sứ điệp đó, chúng ta chỉ im lặng, chỉ nghe và thấy hay, thấy mình vui vẻ, mình mừng rỡ, mình bình an, thì sứ điệp nó không ích lợi gì chúng ta cả. Khi Chúa kêu Môi-se giơ cây gậy lên, thì Môi-se giơ cây gậy lên. Môi-se không biết cái chuyện gì xảy ra. Chúa không có hề nói cho Môi-se biết rằng khi con giơ gậy lên rồi biển đỏ sẽ rẽ ra. Nhưng mà ông chỉ vâng lời Chúa, ông giơ cây gậy lên thì biển đỏ nó rẽ ra. Cho nên dù có Chúa có kêu chúng ta, Chúa sứ điệp tiên tri của Chúa đến với chúng ta, nhưng mà chúng ta không cộng tác với Chúa đó, thì nó sẽ không có là một cái gì của chúng ta cả. Nó chỉ là một cái lời giảng hay, giảng tốt cho chúng ta. Do đó tôi ước mong chúng ta trong những sứ điệp vừa rồi, chúng ta về suy gẫm hỏi Chúa, con cần phải làm gì trong lúc này, con phải bước ra như thế nào, con cần phải bước lên như thế nào, con cần phải làm gì để con thấy được cái phần thưởng của Chúa dành cho con. Và hôm nay tôi sẽ nói đến cho chúng ta một sứ điệp nữa cũng liên quan đến những sứ điệp vừa rồi, đó là điều gì dân Chúa nó sẽ thành phép lạ, điều gì dân Chúa chúng ta dâng lên cho Chúa đó nó sẽ trở thành phép lạ. Và câu thánh mà tôi muốn gửi chúng ta trong hôm nay đó, trong suốt Êxodô ký đoạn 4 câu 17, con cầm cây gậy trong tay để nó có thể dùng gậy làm các phép lạ. Con cầm trong tay, con cầm gậy trong tay để có thể dùng gậy làm các phép lạ. Trước khi mà tôi chia sẻ đến chúng ta sứ điệp, tôi muốn dẫn nhập chúng ta trong một cái điều này. Tôi tin rằng ai chúng ta có thể hiểu được có sự khác biệt giữa một cái người thường và một người nghệ nhân. Cái người thường, đất sét trong tay người thường đó, nó không có là cái gì cả, nhưng mà trong tay cái người thợ gốm đó, mà cái người thợ gốm càng mà giỏi, nghệ nhân đó càng giỏi chừng nào đó, thì cái đất sét trong tay nó trở thành những cái bình quý giá. Khúc gỗ trong tay của chúng ta không biết làm gì, chúng ta chụm củi chúng ta bỏ đầy được, nhưng mà nếu trong tay người thợ mộc đó, nó sẽ trở thành những đồ vật, trở thành những tác phẩm đẹp. Có cái chúng ta thấy rất là bình thường ở trong trước mắt chúng ta chẳng thèm chú ý, nhưng mà đối với cái người mà dược sĩ đông y đó thì nó là cái thuốc để có thể cứu người. Thanh sắt trong tay của chúng ta nó không có là cái gì cả, nhưng mà nếu nó nằm trong tay người thợ rèn, người ta bỏ đầy á, nhưng mà người thợ rèn có thể sử dụng thành những cái vật hữu ích, dao kéo và những vật có giá trị. Rau quả thịt cá chúng ta thấy ngoài chợ đầy đường, những người phụ nữ ai chúng ta mua đem về thì nó, chúng ta nấu ăn thì ai cũng nấu ăn, nhưng mà trong tay của người đầu bếp thì nó sẽ trở nên, nó khác biệt, nó trở nên rất là ngon và rất là xuất sắc. Một ca khúc mà chúng ta cầm trong tay đó, có người bình thường đó, hát hay người đánh đàn bình thường đó, nó chẳng có giá trị gì hết, nhưng mà nằm trong tay của một người ca sĩ hay là một người nhạc sĩ chơi đàn thì nó sẽ tạo nên những giai khúc rất là tuyệt vời. Cây bút cây viết ở trong tay ai chúng ta cũng có bút cũng có viết hết trong 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 tay hết, nhưng mà nếu mà nó nằm trong tay của người họa sĩ đó, nó trở thành một cái tác phẩm. Trái banh, bình thường chúng ta có trái banh, đá banh, ai cũng có banh, nhà mấy đứa nhỏ con cái chúng ta đá banh, nhưng mà nó banh bình thường thôi, nhưng mà nó nằm trong tay của những tay cầu thủ đó, thì những cái trị giá nó cả hàng 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 chục triệu đô, những cầu thủ đó trị giá hàng chục triệu đô. Cho nên cái vật tầm thường đó, nằm ở trong tay người tầm thường đó, thì nó chỉ là tầm thường thôi. Hãy xác định điều này, cái vật tầm thường nằm trong tay cái người tầm thường á, thì nó chỉ là tầm thường thôi, nhưng mà vật
tầm thường nó nằm trong tay nghệ nhân á, nó sẽ trở thành nghệ thuật. À, cái vật tầm thường mà nằm trong tay người nghệ nhân đó thì nó sẽ trở thành nghệ thuật. Cho nên nếu mà chúng ta so sánh như vậy đó, có sự khác biệt gì những cái gì mà chúng ta những cái điều mà tầm thường trong tay những con người tầm thường như chúng ta. Nếu chúng ta cầm trong tay những cái gì mà tầm thường, những cái gì mà tầm thường ở trên trong tay chúng ta có đó thì nó sẽ như thế nào? Nó chỉ là tầm thường thôi. À, nhưng mà nếu cái vật tầm thường ở trong tay của chúng ta mà nó được được trao cho đấng vĩ đại là Đức Chúa Trời đó, thì chuyện gì xảy ra? Wow, tôi nghĩ rằng nó sẽ trở nên rất là vĩ đại, vượt xa hơn tất cả những nghệ nhân mà có thể làm được. À, cho nên hôm nay khi chúng ta nói là điều gì mà ở trong tay Chúa nó sẽ trở thành phép lạ đó, những gì mà chúng ta trao cho Chúa nó trở thành phép lạ, thì làm sao chúng ta để khiến những gì trong tay chúng ta nó trở thành phép lạ? Và chúng tôi muốn đưa chúng ta đến một sứ điệp của cuộc đời của Môi-se. Đây là sứ điệp Môi-se, là người tôi rất ưa thích, ok. Cho nên tôi nói một phần về cuộc đời của Môi-se thôi. Thứ nhất, cái điểm thứ nhất đó là để trở thành những gì trong tay của chúng ta trở thành phép lạ, cái cuộc đời chúng ta trở thành cuộc đời của phép lạ, gia đình của chúng ta, những gì thuộc về chúng ta nó trở thành phép lạ. Trước nhất đó, chúng ta phải được gặp Chúa, được Ngài gọi và được biệt riêng cho Ngài. Chúa đã gặp và Ngài gọi Môi-se và Ngài biệt riêng Môi-se cho Chúa. Trong Xuất Ai Tô đoạn 3 câu 2 câu 5, thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với ông trong ngọn lửa giữa một bụi gai cháy. Ông nhìn thấy bụi gai cháy nhưng không hề tàn. Môi-se tự nhủ, ta phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, tại sao bụi gai không hề bị thiêu rụi. Đức Giê-hô-va thấy ông đến gần để xem. Đức Chúa Trời ở giữa bụi gai gọi: "Hỡi Môi-se, Môi-se." Ông thưa rằng: "Có, con đây." Đức Chúa Trời phán: "Hãy đến gần, hãy cởi dép khỏi chân con, vì chỗ con đang đứng là đất thánh." Chúng ta để ý cái chữ tuyệt vời ở tại đây, đó là chúng ta thấy tại điều gì xảy ra. Chúa kêu ông đừng có đến gần, và Chúa kêu ông hãy cởi giày khỏi chân ông, vì cái nơi mà ông đứng đó là đất thánh. Giày nói đến một nơi chốn, con đường của ông đi, cái lối sống của ông, đường lối sống của ông. Giày nói đến những nơi chốn chúng ta đi, và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hãy cẩn thận đường lối của con. Đó là những công việc của chúng ta, là ta làm những cái lối sống chúng ta sống. Muốn có một đời sống siêu nhiên, có phép lạ, được Chúa đại dụng, thì trước tiên chúng ta phải giống như Môi-se, chúng ta phải gặp Chúa. Thấy được sự thánh khiết của Ngài, nghe được tiếng gọi của Ngài, và biệt mình riêng cho Chúa. Nghĩa là chúng ta phải loại bỏ đời sống cũ, đời sống xác thịt và tội lỗi trước đây. Hebrew đoạn 11 câu 24 nói về Môi-se như thế này: bởi đức tin Môi-se đã khôn lớn, từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-rôn, thà làm con dân của Đức Chúa Trời, chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi. Ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý báu hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng. Bởi đức tin ông lìa Ai Cập, không sợ vua giận, vì ông kiên trì như thể ấy, như thể thấy đấng không thấy được. Cái gì ở Môi-se đã làm một cái điều gì? Khi Chúa gọi ông, khi Chúa cho ông được gặp ông Ngài tại bụi gai cháy, và Chúa kêu Chúa ông cởi giày ra, thì ông làm gì? Ông cởi giày ra và ông gặp được Chúa, và ông nói chuyện với Chúa tại đó. Cho nên từ khi gặp Chúa, thì khi mà và Môi-se cởi giày ra đó, thì một điều lạ lùng đó là Môi-se không còn muốn đi trong cái đường lối của mình đó. Ông không còn thích đi những cái đường mà trước đây ông đã từng đi. Ông không muốn sống cái lối sống mà trước đây ông đã sống nữa. Ông còn không muốn làm những điều mà trước đây ông làm nữa. Ông chỉ muốn những gì ông làm đó là theo ý Chúa. Ông muốn Chúa, điều gì ông làm đó là Chúa cùng làm với ông và Chúa đồng đi với ông. Trong Xuất Ai Cập đoạn 33 câu 13 câu 16 là một đoạn thánh rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể, chúng ta thường nghe đó. Ông nói với Chúa thế này, Môi-se nói với Chúa: "Vậy bây giờ nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin tỏ cho con biết đường lối Ngài, để con biết Ngài và được ơn trước mặt Ngài." Môi-se đã cầu nguyện với Chúa điều gì? Ông xin Chúa điều gì? Nói: "Chúa ơi, nếu con được ơn trước mặt Chúa, nếu Chúa thương con, nếu Chúa hài lòng về con, Chúa ơi, xin cho con được ơn trước mặt Ngài để con biết đường lối Chúa. Chúa muốn Chúa làm cái gì để con làm với Chúa, con đồng công với Chúa." Và Chúa phán với ông thế này: "Chính ta sẽ đi với con và ta sẽ cho con được yên nghỉ."
Và Chúa hứa ông rằng Chúa sẽ đi với ông, và nếu Ngài đi với ông thì ông sẽ được yên nghỉ. Và Mô-se nói với Chúa thế này: nếu chính Ngài không đi cùng con, xin đừng đem chúng con khỏi đây. Nếu Ngài không đi cùng với chúng con thì làm sao người ta biết được rằng con và dân của Ngài được ơn trước mặt Ngài? Con Ngài đi cùng con và dân Ngài thì sẽ được phân biệt với muôn dân trên đất, trên mặt đất. Như vậy chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt là khi Mô-se gặp Chúa thì ông không còn đi cái con đường lối mà trước đây ông đã đi, ông không còn đi siêu vẹo nữa, cũng giống như là Gia-cốp. Và khi ông gặp Chúa rồi đó thì hồi trước ông là cái người mà đi cong vẹo, đi đường này đường kia, mánh lới thủ đoạn và lường gạt. Nhưng mà khi ông gặp Chúa rồi thì sao? Chúa đánh gãy cái xương bên 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 bắp vế của ông, và từ đó cho đi ông giống như đi cặp khỉ. Chưa, điều này muốn nói đến chúng ta cái điều gì? Điều này Chúa muốn cho chúng ta biết rằng đó là hồi trước ông đi con đường cong, con đường vong vẹo, nhưng bây giờ ông không còn đi con đường vong vẹo nữa, mà ông cái chân của ông đi không thẳng, nhưng mà tấm lòng của ông thẳng, đời sống ông thẳng với Ngài. Và do đó cuộc đời của Môi-se sở dĩ trở nên nổi bật, trở nên vĩ đại, bởi vì sao? Ông đã cõi dài ông ra rồi. Ông cõi dạy ông ra để ông được đứng vào trong nơi thánh của Chúa. Và từ khi ông cõi dạy ông đi và đi như vậy thì bắt đầu từ lúc đó Chúa đi với ông và Chúa làm với ông. Thi Thiên 103 câu 7 nói thế rằng: Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho dân Israel biết các công việc của Ngài. Điều như tôi đã chia sẻ chúng ta ở tại đây đó là Chúa bày tỏ cho Môi-se đường lối của Ngài và dân Israel biết công việc của Ngài. Dân Israel nó thích phép lạ của Chúa, thích được cái này được cái kia, muốn cái này muốn cái kia, nhưng mà cuối cùng họ không biết Chúa. Nhưng mà Môi-se gì ông muốn biết đường lối Chúa, để biết Chúa đó ông làm những phép lạ lớn lao vĩ đại mà từ trước về sau không có ai giống như ông. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi mà Môi-se cởi cái dài của ông ta, cái dài mà ô uế, cái đường lối không ngay thẳng của ông đi đó, thì có điều gì xảy ra? Môi-se mang lại cái đôi dài đó, cái đôi giày mà trước kia ông cởi ra, mà sau kia ông cởi ra rồi đó thì ông bắt đầu mang lại cái đôi giày đó, thì đôi giày đó không còn là đôi giày bình thường nữa. Đôi giày đó dẫn ông vào trong nơi chí thánh, ông gặp Chúa mặt đối mặt. Đôi giày đó đưa ông đến ngọn núi Sinai để em chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Đôi giày đó đưa ông, có thể Chúa đồng đi với ông trong mọi hành trình của ông đi, đến với dân Israel, đến với cung điện của vua Phaon. Đôi giày đó dẫn ông đi qua biển đỏ, dẫn dân tộc ông rời khỏi Ai Cập. Đôi giày đó ông đi đến đâu là phép lạ xảy đến đó. Đôi giày Môi-se đi đến đâu thì kẻ thù run sợ, giày của ông dày đặc kẻ thù dưới chân của mình. Cho nên ở đây chúng ta muốn thấy là Chúa muốn chúng ta gặp Ngài để Ngài thánh hóa chúng ta, Ngài thánh hóa đường lối để chúng ta, để Ngài đồng đi với chúng ta. Tương tự giống vậy, chúng ta nhớ đến tiên tri Esai khi ông gặp Chúa tại lúc mà năm vua Osia băng. Ông thấy Chúa ngồi trên ngai rất cao, thấy sự vinh hiển của Chúa, các seraphim chúc tôn Chúa, thánh thai vân vân. Thì lúc đó ông mới nhìn thấy được mình. Chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt đó là nếu mà chúng ta không gặp Chúa đó, chúng ta không biết là mình là cái người ô uế, mình tội lỗi. Môi-se khi mà gặp Chúa, ông mới thấy cái dài của mình, cái cuộc đời của mình là có tội. Cho nên nếu chúng ta không gặp Chúa, chúng ta không thể nào hầu vị Chúa một cách đúng đắn được, bởi vì chúng ta nghĩ luôn luôn chúng ta nghĩ chúng ta hơn người khác, chúng ta tốt hơn người khác, cái người đó nói xấu, người này nói kia, người nọ, mà mình nghĩ luôn luôn mình hơn người ta. Nhưng mà tại đây khi mà Ê-sai gặp Chúa rồi thì ông nói gì? Khốn cho tôi chết mất vì tôi là người có môi ô uế giữa một dân dân có môi ô uế. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ trong các seraphim bay đến tôi, trong tay cầm than lửa đỏ dùng để kẹp gấp từ bàn thờ. Vị ấy đưa than lửa đỏ chạm vào miệng tôi và nói: Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi đã được tha. Rồi sau đó cái chuyện kế tiếp đó là gì? Ông mới nghe được tiếng phán của Chúa. Ê sao đã nghe tiếng phán của Chúa thế này: Ta đã sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Và ông đáp ứng với Chúa rằng: Có con đây, xin hãy sai con.
Cái quyền nhiệm nằm ở chỗ đây và chúng ta cần hiểu biết được, đó là cái điều quan trọng cho chúng ta. Chúng ta không thể nào sai được Chúa sai đi nếu như đời sống chúng ta vẫn còn có một vấn đề gì đó, vẫn có một đường lối nào đó mà chưa đẹp lòng Ngài, chưa có vâng lời Ngài. Chúng ta hãy xin Chúa cho con gặp Ngài, Chúa ơi, cho con chiêm ngưỡng được vinh quang Ngài, Chúa ơi, cho con thấy được cái sự thánh khiết của Ngài để con thể run sợ trước mặt Ngài. Con không chỉ yêu Chúa không mà thôi, nhưng mà Chúa ơi, cho con biết sự kính sợ Chúa, run sợ trước sự hiện diện của Ngài để con làm bất cứ điều gì và từ ở trong nơi sự thánh sạch của lòng con. Thứ hai là Chúa kêu Môi-se ném bỏ những gì ông cầm giữ. Sách Thư Ký đồng 4 câu 2 câu 4, Chúa hỏi Môi-se: con đang cầm cái gì trong tay? Môi-se thưa: một cây gậy. Chúa bảo con hãy ném cây gậy xuống đất. Môi-se ném cây gậy xuống đất và cây gậy biến thành con rắn. Môi-se chạy trốn. Nào, nếu mà chúng ta đặt cái mình ở trong vai trò của Môi-se đó, chúng ta tưởng tượng trong cái câu chuyện của Môi-se đó, mà chúng ta là người mà chăn chiên giống như Môi-se đó, thì khi mà Chúa kêu ông cầm cây gậy, ông thảy xuống, thì cái gậy đó đó nó trở thành một con rắn. Nhưng mà tại sao Môi-se chạy trốn? Môi-se phải là người kinh nghiệm ở trong đồng vắng rất là nhiều năm, và ông nhìn con rắn này á, là ông không có thể nào mà đứng lâu nó được, bởi vì con rắn này có thể nó rất độc và nó rất nhanh và nó có thể cắn người một cách rất là nhanh chóng và có thể chết rất là nhanh. Và ông bỏ chạy. Và Chúa bảo ông thế này: con hãy đưa tay nắm lấy đuôi rắn đi. Môi-se đưa tay nắm con rắn và rắn lại thành cây gậy trong tay Môi-se. Nào, Môi-se dùng cây gậy để chăn chiên. Ném cây gậy nghĩa là rời bỏ những công việc quan trọng của mình để đáp ứng, để đi theo sự kêu gọi của Thiên Thượng. Bất cứ một người nào mà Chúa gọi mà để trở thành tôi tớ của Ngài, thì đều có một cái sự kiện xảy ra là Chúa kêu họ rời khỏi những gì họ làm. Và tôi muốn nói ở đây cái mang một cái ý nghĩa, đó là chúng ta coi cái điều đó nó không còn quan trọng trong đời sống của chúng ta nữa, mà cái sự kêu gọi nó quan trọng hơn. Và Môi-se đã sống trong đồng vắng 40 năm, ông đã chăn chiên và Chúa kêu ông ném cây gậy xuống. Gậy nói đến điều gì? Nói đến cái nghề của ông, nói sự nghiệp của ông, nói tánh danh của ông. Cầm cây gậy đó, người ta biết là cây gậy của người chăn chiên, nói đến cái profession của chúng ta, tức là cái nghề chuyên môn của chúng ta, nói đến sự an toàn của chúng ta bởi cây gậy đó bảo vệ ông, bảo vệ bầy chiên của ông, chỗ đó chỗ dựa an toàn của ông, cái đó là cứu cánh của ông. Nhớ đến những điều quen thuộc ông cầm ở trong tay, là những thói quen nào đó. Và khi mà Chúa kêu ông Môi-se ném cây gậy xuống và biến thành con rắn, thì cái nghĩa là gì? Môi-se không ngờ rằng những gì mình đeo đuổi bấy lâu nay, những gì mình đang làm bấy lâu nay, thì những sự nghiệp mình đang có, thì nó chỉ là một con rắn độc mà thôi. Một con rắn nguy hiểm mà thôi. Môi-se chạy trốn nó. Và tôi muốn nói cho chúng ta biết rằng những gì mà chúng ta đang đeo đuổi, những gì chúng ta đang đam mê, những gì mà chúng ta đang đặt trọng hơn Chúa, đặt trọng hơn cái sự kêu gọi của Chúa dành cho mình, có thể đó là gia đình của chúng ta, có thể là sự nghiệp của chúng ta, đó có thể là những mối quan hệ không đúng đắn của chúng ta, nếu như chúng ta đang đặt nó trên Chúa thì có chừng nó sẽ là con rắn độc và nó sẽ cắn chúng ta và chúng ta sẽ vướng nọc độc của nó. Cho nên ở đây nói đến chúng ta làm gì? Hãy ném bỏ tất cả những gì mà chúng ta ưa thích, hãy hãy coi nó như là con rắn, hãy bỏ trốn nó, thì Chúa bắt đầu Chúa sẽ sử dụng chúng ta lại. Chúa sử dụng cuộc đời chúng ta lại, Ngài cho chúng ta trở lại sự kêu gọi của Ngài, và cuộc đời của chúng ta sẽ là cuộc đời phép lạ cho Ngài. Hallelujah! Tôi ước ao rằng đây là sứ điệp mà tôi và quý vị chúng ta nhớ suốt cuộc đời của mình. Đừng bao giờ coi những cái điều đó là quan trọng hơn Chúa, ngay cả công việc phục vụ Chúa, và chúng ta coi nó giống như là nó đặc trọng hơn Chúa. Những chức danh mà chúng ta đang có, hãy cẩn thận những điều này. Sách Luân Ký đoạn 4 câu 4, Chúa bảo ông: con hãy đưa tay ra và nắm lấy đuôi con rắn, và Môi-se nắm con rắn và rắn trở lại trong tay của Môi-se. Nào, điều mà chúng ta đang nói đến tại đây, Chúa không có kêu Môi-se bỏ luôn cây gậy đó, nhưng mà Chúa kêu ông nắm cây gậy đó lại, và cây gậy đó nằm ở trong tay của Môi-se. Sách Ê-tô Ký đoạn 4 câu 17, thì
Chúa nói với Môi-se điều gì? Con hãy cầm cái gậy trong tay để có thể dùng gậy làm phép lạ. Khi Môi-se buông bỏ những cái điều gì mình coi là quan trọng, những gì ưu tiên, và ông đặt trọng hơn cái sự gặp gỡ Chúa, gặp đặt trọng cái trọng tâm của cuộc đời của mình, cái ưu tiên của mình đó là trong cái sự kêu gọi của Chúa đó, thì những gì mà trước đây mà ông có trong tay đó thì nó trở thành là phép lạ của ông. Những sự hiểu biết của ông nó trở thành phép lạ của ông, những gì mà tài năng của ông, những cái ân tứ, những khả năng của ông được Chúa dùng cho phép lạ. Sách Ký đoạn 4 câu 20 cho chúng ta biết thế này: khi Môi-se trở về nhà của mình, ông đỡ vợ con lên lừa và lên đường trở về Ai Cập, trong tay có cầm cây gậy của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy không, cái gậy này là không còn là cái gậy của Môi-se nữa. Cái gậy này là cái gậy của Đức Chúa Trời. Từ cái gậy của Môi-se trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời mà nó vẫn nằm trong tay của Môi-se. Chúng ta nên nhớ rằng có một điều quan trọng đó, khi mà cái điều gì mà chúng ta dâng lên cho Chúa đó, thì cái điều đó Chúa nhận lấy cái điều mà chúng ta dâng lên cho Ngài, và từ đó trở đi nó thuộc về Ngài, mặc dù Chúa vẫn còn trao cho chúng ta. Cho nên hôn nhân của chúng ta mà chúng ta trao lên cho Chúa đó, thì hôn nhân của chúng ta là hôn nhân của Chúa, và hôn nhân của Chúa đó thì nó trở thành là gì? Nó trở thành cái phước hạnh của chúng ta. Con cái của chúng ta khi chúng ta dâng lên cho Chúa, chúng ta dạy dỗ nó theo đường lối của Chúa, thì nó là cái gì? Nó là con cái của Chúa, nó không phải con cái chúng ta nữa, và nó là cái phước hạnh của chúng ta. Cho nên điều nào mà tôi thấy có những con người đó muốn con mình có bằng bác sĩ, có bằng này bằng nọ bằng kia, và cuối cùng con cái mình nó không còn kính sợ Chúa nữa, có những người cho con đi ra nước ngoài và cuối cùng nó không còn yêu mến Chúa nữa. Hãy nhớ rằng một điều rất là quan trọng của chúng ta tại đây: con cái của chúng ta hãy dâng lên cho Chúa, hãy cầu nguyện cho nó, hãy dẫn dắt nó, hãy Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì, Ngài muốn dạy dỗ con làm gì. Và khi chúng ta có điều này ở trong cuộc đời chúng ta thì con của chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Nó ngày hôm nay có thể nó dở, nó ngu, nó không biết gì cả, nhưng mà khi mà nó trong tay của Chúa thì nó trở nên phép lạ cho nhiều người xung quanh thấy. Chúng ta nhớ cái gậy của Aaron không? Cái gậy của Aaron mà khi mà những người mà trưởng lão khác, các chi phái khác và thách thức Aaron và Môi-se, bởi vì họ muốn tranh giành quyền lực, thì Chúa kêu rằng hãy đem cái gậy đến và với Chúa, và trong sự hiện diện của Chúa thì sáng hôm sau thì những cây gậy khác thì nó không có gì cả, nhưng cây gậy của Aaron nó trổ hoa. Nào chúng ta hiểu một cái điều mà nó không có hợp lý ở tại đây, đó là gì? Một cây gậy đã chết rồi làm sao ra bông được, một cây gậy nó không cắm xuống đất làm sao có thể có rễ mà có ra bông. Nhưng mà khi mà nó ở trong sự hiện diện của Chúa, khi nó được dùng cho Chúa, thì cái điều gì không thể nó đều có thể được hết, nó đều xảy ra được hết. Cho nên cây gậy của Môi-se là cây gậy mà chúng ta nói là không còn của Môi-se nữa, mà cây gậy của Đức Chúa Trời, cây gậy của phép lạ đó, thì nó dẫn ông bước vào trước quần thần của Pharaoh và dân Israel. Ông đã làm những dấu kỳ phép lạ, ông giáng tai họa trên người Ai Cập, ông rẽ biển đỏ khiến nước chảy từng hòn đá, ông giơ cây gậy lên thì chiến thắng quân thù. Tôi ước gì cho cuộc đời của quý vị và tôi, những gì chúng ta có trong tay chúng ta không còn giữ cho mình nữa, và nói Chúa ơi, con dâng cái điều con có này cho Ngài. Chúa ơi, con dâng chồng con, dâng vợ con, dâng con dâng tiền bạc con dâng nghề của con, những ân tứ, những khả năng con cho Ngài. Quý vị biết sẽ biết rằng từ đó cho đi nó sẽ là phép lạ cho chúng ta. Hallelujah. Môi-se, khi Chúa kêu Môi-se bỏ cái gậy của mình để ông thấy những gì trong tay của ông là thất bại, để ông thấy những gì mình đạt được bao nhiêu năm tháng qua, 40 năm qua nó tầm thường, chẳng ích lợi gì cho ai cả. Những gì mình có trong tay nó chỉ là xác thịt, đó là chỉ công việc của Satan. Nhưng mà điều ngạc nhiên mà khi ông bỏ nó xuống á, thì cái gậy của Môi-se trở thành cây gậy của Đức Trời. Ông có thể đi thẳng vào trong cung điện của vua Pharaoh, ông có thể gặp dân Israel và ông chứng minh rằng Đức Trời ở với ông qua cái gậy này. Tôi ước mong rằng chúng ta thấy được điều này. Bởi vì sao? Cái gậy Môi-se khi mà ông dâng lên cho Chúa đó, Ngài thánh hóa nó.
À, cho nên chúng ta phải biết một cái điều quan trọng là nó nằm trong tay, nó chẳng có gì đặc biệt hết. Nhưng mà khi chúng ta trao cho Chúa đó, thì Chúa thánh hóa cái vật mà chúng ta trao. Và khi Ngài thánh hóa cái vật chúng ta trao đó, thì Ngài trả lại cho chúng ta đó, thì nó trở thành phước hạnh cho chúng ta và phước hạnh cho người khác. Nó bao gồm tài năng, bao gồm sự hiểu biết, bao gồm những ân tứ thánh linh mà chúng ta học hỏi qua, bao gồm những lời nói mà chúng ta có thể nói được, sự phục vụ, tiền bạc. Chúng ta nhớ rằng đó, khi mà để tôi giải thích cho chúng ta biết, nhiều người không có hiểu được cái quy luật này. Chúng ta nghĩ rằng hội thánh mục sư muốn tiền của tôi. Quý vị lầm to, quý vị lầm to, vô cùng lầm to, quý vị sai vô cùng sai. Tại vì sao? Khi mà chúng ta đem một phần 10 vào kho của Chúa đó, thì cái phần 10 chúng ta nó là Chúa thánh hóa nó. Và khi Chúa thánh hóa cái phần 10 của chúng ta đó, mà chúng ta dâng lên cho Chúa đó, thì 9 phần còn lại của chúng ta nó được thánh rồi. 9 phần đó là cái phước của Chúa dành cho chúng ta. 9 phần đó nó bảo vệ mùa màng của chúng ta, bảo vệ không bị kẻ trộm đến để cướp giết hủy diệt chúng ta, nó không cần kẻ trộm đến cướp lấy mùa màng của chúng ta, nó bảo vệ chúng ta khỏi những cái chuyện mà mất mát vô cớ. Và nó cũng khiến cho cửa trời được mở ra để ban phước cho chúng ta. Cho nên cái gì mà trong tay của chúng ta mà Chúa kêu chúng ta dâng lên Chúa, thì luôn luôn nó là phép lạ của chúng ta, nó luôn luôn là cái sự đền bù, cái phần lãi mà Chúa đem đến cho chúng ta. Do đó đừng ai khờ dại mà gán giữ cho mình. Chúng ta giữ cho mình thì nó chỉ tầm thường thôi, nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà khi chúng ta trao cho Chúa, nó sẽ trở thành những điều siêu nhiên, nó làm cho phép lạ, mang đến sự vinh hiển cho Chúa. Gậy Mô-se khi ông buông bỏ thì nó trở thành cây gậy có thẩm quyền. Đây là điều tôi muốn cho chúng ta hiểu cái sự quyền nhiệm ở trong trong này. Cái gì mà chúng ta giữ đó thì nó sẽ mất. Và cái gì mà chúng ta buông ra mà vì Chúa đó thì nó sẽ là thẩm quyền cho chúng ta. Cái gậy nói đến thẩm quyền của Môi-se, mà thẩm quyền của ông làm gì? Thẩm quyền của ông chỉ chăn chiên thôi, chăm sóc bầy chiên thôi. Nhưng mà khi mà cái gậy của ông trở thành cái gậy của Đức Chúa Trời rồi đó, cái gậy phép lạ rồi đó, thì chính cái gậy đó làm run sợ vua Pha-rôn, quân thần Pha-rôn. Cái gậy đó mang cho ông bước đi trong thẩm quyền của Chúa, đi trong sự xác chứng rằng Chúa ở với ông. Và những gì ông làm qua cái gậy đó luôn luôn có dấu kỳ phép lạ. Và ngay cả những lúc ông không làm theo ý Chúa nữa. Chúng ta nhớ không? Chúa kêu ông đó là hãy kêu cái hòn đá này cho anh chảy nước ra. Môi-se đã làm gì? Môi-se cầm cái gậy, ông đánh hai cái vào cục đá. Nhưng mà Chúa vẫn cho nước chảy ra. Bởi vì sao? Chúa đã trao cái thẩm quyền đó cho ông rồi. Cho nên khi mà chúng ta trung tín trong tiền bạc, trong phần 10, trong các của dân chúng ta ban cho, chúng ta sẽ có thẩm quyền trên tiền bạc. Ma quỷ sẽ không còn đụng đến tiền bạc chúng ta nữa, nó không đụng đến công việc làm của chúng ta được, nó không còn đụng đến cái công việc làm ăn của chúng ta được. Và chúng ta có thẩm quyền trên 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 tiền bạc, có nghĩa là gì? Chúng ta không còn sợ hãi nữa, chúng ta không còn lo lắng nữa. Ô, nền kinh tế ô đi xuống, ô người này mất việc, người kia mất việc, chúng ta không lo cái chuyện đó. Tại sao vậy? Chúng ta có thẩm quyền cho nó và không có gì có thể làm hại chúng ta, làm mất mát chúng ta. Bởi vì chúng ta bước vào một cái chỗ gọi là kingdom finance, gọi là cái là gọi là cái vương quyền kinh tế hay tài chánh. Nền kinh tế của chúng ta nó không lệ thuộc vào cái nền kinh tế quốc gia của chúng ta. Con cái Chúa, chúng ta hãy biết một điều, nền kinh tế của chúng ta Cơ Đốc nhân không lệ thuộc vào nền kinh tế của quốc gia. Nền kinh tế của chúng ta lệ thuộc vào Chúa Giêsu, là vua muôn vua, là Chúa các Chúa, Ngài cầm giữ nền kinh tế toàn cầu. Vàng là của Chúa, bạc là của Chúa. Cho nên khi mà chúng ta ở trong cái dâng cho Chúa những gì chúng ta có, thì tiền bạc trở thành thẩm quyền mà Chúa ban cho chúng ta. Tất cả những hóa đơn chúng ta, Chúa sẽ giúp chúng ta trả hết. Tất cả những nợ nần chúng ta sẽ giải quyết nó hết. Tất cả những cái gì mà mất mát của chúng ta trước đây, Chúa sẽ đền bù nó lại cho chúng ta. Khi chúng ta bỏ đi mọi sự sợ hãi, chúng ta đã học về ân tứ thánh linh, về đặt tay cầu nguyện, về nói tiên tri, và khi chúng ta đã học điều này rồi, chúng ta bỏ đi
những sự sợ hãi, bỏ đi những nghi ngờ của mình, chúng ta bước ra đặt tay nói tiên tri, thì điều gì sẽ ra? Chúng ta sẽ bắt đầu gia tăng cái thẩm quyền trên những ân tứ mà Chúa cho chúng ta. Càng lúc ân tứ Chúa càng gia tăng trên đời sống chúng ta, càng lúc những lời tiên tri chúng ta càng lúc càng nói, chúng ta càng chính xác hơn nữa. Amen. Và điểm thứ ba là Chúa kêu Môsê đặt tay vào trong lòng ngực. Xuất Thế Ký đoạn 4 câu 6 câu 7, Đức Giê-hô-va lại phán với Môsê: "Hãy đặt tay con vào ngực." Ông đặt tay vào ngực và khi lấy tay ra kìa, nó nổi phun hủi trắng như tuyết. Rồi Ngài phán: "Hãy đặt tay con vào ngực một lần nữa." Ông đặt tay vào ngực và khi lấy ra kìa, da thịt ông trở nên bình thường. Lòng ngực nói đến điều gì? Nó tấm lòng. Khi bàn tay của ông đặt vào trong ngực của mình rồi ông lấy ra thì nổi phun hủi trắng như tuyết, nói đến tấm lòng ô uế, nói đến đời sống tổn thương, đời sống nóng giận, đời sống cay đắng, tham lam, ích kỷ, sự kiêu ngạo, nổi loạn, vân vân. Tấm lòng mà chúng ta đang nói được, cái tấm lòng mà ở trong này chúng ta, ông Môsê không hề thấy được, nó không biết được chuyện này, cho đến khi Chúa chỉ ông biết là ô bây giờ ông mở ra, ông chạm tay, ông chạm lên ngực thì ông nhìn thấy được, từ trong lòng mình bây giờ nó là một sự ô uế. Bàn tay nói đến điều gì? Nói những điều ông đã làm. Ông giết người, làm những điều có lợi cho mình, phục vụ theo ý riêng của mình, theo cảm xúc của mình, theo tấm lòng của mình. Khi chúng ta phục vụ Chúa với tấm lòng như thế đó, mà chúng ta vẫn nghĩ rằng ô tôi làm điều này tốt cho Chúa, ô tôi phục vụ Chúa, tôi làm cái này, tôi làm cái kia, nhưng mà tấm lòng chúng ta không đúng đó. Chúng ta cứ dòm nó, nhìn nó là trắng thật, nhưng mà nó thật sự trắng theo kiểu phun hủi. Nó trắng theo kiểu ô uế trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó trong ngôn đoạn 4 câu 23 cho chúng ta biết rằng hãy cẩn thận gìn giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Lần thứ nhất là ông đặt tay vào và lấy tay ra thì cái tay trở nên phun hủi, và Chúa kêu ông hãy qua đặt tay làm cái gì, và Môsê vâng lời Chúa để tay vào lòng ngực, và khi ông lấy tay ra kia da thịt ông trở lại bình thường. Chúa đã thay đổi tấm lòng của ông, Chúa đã thay đổi đôi tay của ông, những gì mà ông đã chứa đựng trong lòng và những gì ông đã từng làm. Sau khi Chúa thay đổi tấm lòng của Môsê thì điều gì xảy ra? Môsê có một sức khả năng chịu đựng những con người nổi loạn chống nghịch lại ông, những con người lầm bầm, những con người sợ hãi, những người tiêu cực. Mà Môsê trở nên như thế nào? Dân số ký đoạn 12 câu 3, Môsê là người rất khiêm hòa hơn tất cả mọi người trên thế gian. Ôi, tôi cầu nguyện Chúa cho quý vị và tôi trong hôm nay, nguyện Chúa cho chúng ta nhìn thấy được cái tấm lòng của mình, và chúng ta cần Chúa chạm vào lòng của mình. Chúa ơi, xin ra thay đổi tấm lòng con, thay đổi lòng con để con không còn cay đắng, con còn giận hờn, còn ganh ghét, còn tổn thương, còn ích kỷ, còn so sánh mình với người này người kia, ô còn còn ham mến điều này của thế gian điều kia. Ô, Chúa xin thay đổi lòng con, cho con tấm lòng của Ngài. Có tấm lòng giống như Môi-se, tấm lòng khiêm nhường, để khi con phục vụ Chúa con không có lầm bầm, khi con phục vụ Chúa người ta có nói gì chăng nữa con cũng không có buồn, khi khi con phục vụ Chúa dù có chuyện gì xảy ra con không thấy mệt mỏi, nhưng mà con vui vẻ con phục vụ Ngài. Tấm lòng của Môi-se mà từ khi mà Chúa chạm đến tấm lòng của ông đó, thì ông trở thành một người cầu thay. Ông yêu thương dân tộc ông đến nỗi ông khi mà dân Israel phạm tội đó, ông cầu nguyện Chúa, ông đánh đổi sự sống đời của mình để Chúa tha tội cho dân công của ông. Sứ Đồ Ký đoạn 32 câu 31 câu 32 nói thế này: "Vậy Môi-se trở lên gặp Chúa và thưa: Chúa ơi, dân này đã phạm tội quá nặng, đã làm cho mình một thần tượng bằng vàng." Lúc đó họ đúc con bò bằng vàng, một con bằng vàng. "Nhưng xin Chúa tha tội cho họ. Nếu không, xin Chúa xóa tên con khỏi sách Chúa đã viết đi." Chúng ta thấy một người mà đã gặp Chúa rồi, thấy được vinh quang của Chúa, thấy được những cái vẻ đẹp, những cái gì mà vinh hiển của Chúa rồi, thì cái ước ao cuộc đời của ông đã từng nói với Chúa: "Con thấy mặt Chúa." Bây giờ ông sẵn sàng đánh đổi cái điều mà giá trị nhất trong cuộc đời của mình là được trở về với Chúa, ở với Ngài đời đời để chỉ Ngài tha thứ cho dân của ông mà thôi. Có một lần kia tôi nói với chuyện một người thầy của tôi, và trong cái lúc nói chuyện với nhau và nói về cái sự cầu nguyện, trong sự cầu nguyện thì ông thầy tôi nói như thế này:
Ngày hôm nay có nhiều người họ cầu nguyện Chúa xét xử người này, xét xử người kia, con cái Chúa xét xử đệ tớ này, xét xử đệ tớ kia của Chúa, xét xử người này người kia. Nhưng mà để phục hưng đó, chúng ta cần có người giống như Môi-se, dám đánh đổi cái sự sống của mình, sự sống đời đời của mình cho những con người không đáng giá. Khi mà chúng ta có tấm lòng của người cầu thai, sẵn sàng đổ nước mắt, sẵn sàng khóc vì cho những người tội lỗi đó, thay vì lầm bầm phàn nàn than vãn và trách móc nó, thì chúng ta sẽ thấy sẽ có những con người vĩ đại được Chúa dấy lên để mà thay đổi hoàn cảnh, thay đổi đất nước, thay đổi dân tộc, thay đổi thành phố của mình. Điểm thứ tư mà chúng ta sẽ nói đến là dâng những gì mình có cho Chúa. Ngày hôm nay Chúa đang hỏi quý vị và tôi câu hỏi rằng: con đang cầm cái gì ở trong tay? Con đang giữ cái điều gì mà con chưa chịu buông ra? Quý vị sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Ôi Chúa ơi, có thể là nếu như thật sự trả lời với Chúa một cách thành thật, quý vị sẽ nói: Chúa ơi, có thể là đôi giày của con. Con có những đường lối đi đúng, nó không đúng đắn. Con có đời sống không đúng đắn. Con không có sự ngay thẳng. Con không có sự tôn trọng với những người của Đức Chúa Trời, những tôi tớ của Ngài. Đó. Có thể là cây gậy, chúng ta không còn giữ cái gì trong tay, chúng muốn chúng ta buông bỏ nó đi, nhưng mà chúng ta vẫn giữ nó trong tay. Hay là đôi tay chúng ta vẫn còn phục vụ cho chính mình, cho cuộc đời của mình, cho sự nghiệp, cho danh vọng của mình, cho tiền bạc của mình. Và tấm lòng của chúng ta nữa. Chúng ta còn những tấm lòng nào trong đời sống của chúng ta, những cay đắng, những hận thù, những điều gì đó. Và Chúa nói chúng ta rằng: con còn cầm giữ điều gì? Hôm nay con có thể trao nó cho ta không? Hôm nay con có thể dâng nó lên cho ta không? Khi mà chúng ta buông nó ra, thì Chúa thánh hóa nó và Chúa trao lại cho chúng ta. Và cái điều Chúa trao lại cho chúng ta, nó sẽ là thánh và nó sẽ là phép lạ cho chúng ta. Giày Môi-se cởi ra, mà giày đã dẫn ông vào trong nơi chí thánh. Giày đưa ông vào trong cung điện qua biển đỏ, dẫn dân tộc của ông khỏi Ai Cập, đắc thắng kẻ thù, đi đâu phép lạ đến đó. Gậy Môi-se ném đi, nhưng ông nhận lại cây gậy của Đức Chúa Trời. Ông đã đem những tai vạ giáng trên dân Ai Cập, vua Pharaoh phải sợ hãi, ông rẽ biển đỏ và tiêu diệt dân đạo binh của Ai Cập trong biển đó. Khi ông đập nước, nước phun ra, kẻ thù bỏ chạy. Khi ông giơ cái gậy lên thì kẻ thù phải đem sự đắc thắng cho dân Israel. Tấm lòng Môi-se sau khi dâng cho Chúa trở thành tấm lòng của Đức Chúa Trời, tấm lòng khiêm tốn, tấm lòng yêu thương, tấm lòng chịu đựng, tấm lòng cầu tha cho dân tộc mình mỗi khi họ phạm tội. Bằng tay ông từng giết người, từng làm những việc theo ý riêng, đôi tay này giờ trở nên đôi tay để chiến đấu cho dân tộc mình, dẫn dắt họ đi ra khỏi sự áp bức của kẻ thù, làm phép lạ nuôi dân tộc mình trong đồng vắng. Những gì trong tay của chúng ta nó sẽ không ích lợi cho chúng ta cho đến khi chúng ta dâng nó lên cho Chúa. Chúng ta hãy xác định lại như tôi đã chia sẻ chúng ta từ đầu. Đức Chúa Trời cũng giống như là gì tầm thường trong tay người bình thường thì nó là công việc bình thường. Cái gì mà tầm thường ở trong tay nghệ nhân thì nó trở thành một nghệ thuật. Đức Chúa Trời là đấng mà khiến những gì không có trở nên đầy dẫy. Hãy xác định điều này. Chúng ta không có gì, nhưng mà chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con mặc dù con không có gì, nhưng mà con muốn dâng những gì không có con cho Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng mọi vật từ chỗ trống không. Chúa khiến Adam mà người không có con trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc. Chúa khiến một người phụ nữ Mary, cô gái đồng trinh, trở thành mẹ của Chúa Giêsu. Từ chiếc thuyền không có của Führer, Chúa khiến cho mà ông đánh cá suốt đêm không có gì cả, và Chúa khiến hai chiếc thuyền đầy cá, lưới rách hai chiếc thuyền đầy cá đến nỗi gần chìm. Chúa là đấng có thể khiến những gì không có trở nên đầy dẫy. Và Đức Chúa Trời thì khiến những gì ít trở nên đầy dẫy nữa. Không phải chỉ không có không mà đầy dẫy, những gì ít mà Ngài làm cho nó đầy dẫy. Gideon và 300 người lính can đảm tiêu diệt dân Ma-la-an, dân Amalek và dân tộc phương Đông.
họ đông như cào cào lạc đà, chúng đông vô số những gì như cát nơi bờ biển. Chúng khiến những người ít đánh thắng những cái sự đám đông. Chúng khiến cái bình dầu nhỏ của một cái người vợ quá tiên tri bị mắc nợ, người ta đến bắt con của họ làm nô lệ để trả nợ. Thì từ chai dầu đó họ cứ bà cứ nghe lời tiên tri Elise, mượn những cái bình ở hàng xóm đem về và cứ rót vào trong những cái bình đó, và bà rót bao nhiêu thì dầu đã bao nhiêu và trả hết nợ và còn dư lại và sống với con của mình. Cậu bé năm dân chú 5 cái bánh 2 con cá và chú dùng để nuôi 5.000 người. Chúng ta biết không, có 5.000 người tại đó chắc chắn phải có những người có thức ăn, nhưng mà họ không sẵn sàng buông ra khỏi tay mình. Bởi vì họ không buông ra khỏi tay mình cho nên sẽ có nhiều người đói. Nhưng mà khi họ buông ra khỏi tay mình thì Chúa làm phép lạ cho 5.000 người. Và tôi nói cho chúng ta biết rằng, tôi muốn xác định cho chúng ta biết rằng, và tôi muốn nói cho chúng ta biết rằng, những gì mà chúng ta đang có trong tay đừng giữ nó nữa. Bởi vì Chúa muốn làm phép lạ cho những gì ở trong tay chúng ta nếu như chúng ta trao nó cho Chúa. Ồ, Đức Chúa Trời chúng ta ngoài ra Ngài khiến những người yếu đuối, những người bình thường, những người không ra chi để thắng và làm hổ thẹn kẻ mạnh. Chúa dùng cậu bé David chưa bao giờ ra trận, chưa bao giờ biết mặc một bộ đồ của người lính, người chiến trận, chưa bao giờ biết cầm cái gươm có thể chiến thắng Goliath và đạo binh Philistine. Chúa chọn 4 người bệnh phung, dùng cái tiếng chân của họ. 4 người này Chúa chỉ dùng cái tiếng chân của họ thôi, họ chỉ đi tiếng chân của họ và làm cho cả đạo binh của Syria sợ hãi và bỏ chạy. Chúng ta phải biết cái sự lớn lao lạ lùng diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Chúa dùng Phi-rơ và Giăng và Ê-tiên là khiến những người Sa-ri, những thầy thông giáo hổ thẹn bởi vì sự khôn ngoan Chúa cho họ. Chúa đã sử dụng những điều bình thường trở nên những điều phi thường. Đức Chúa Trời chỉ dùng một người để giải cứu một nan đề mà không ai giải quyết được và có thể cứu cả thành phố và quốc gia. Joseph giải giấc mơ cho vua Pharaoh và cứu Ai Cập khỏi nạn đói. Daniel và ba bạn của ông giải giấc mơ cho vua Nebuchadnezzar. Ông cứu những người thông thái khỏi cái án tử hình của vua Nebuchadnezzar, bởi vì vua Nebuchadnezzar các người không thể giải được giấc mơ của ta thì ta chém đầu hết. Cô gái Ê-xê-tê mồ côi cha mẹ bị bắt làm lưu đày cứu cả dân tộc Giu-đa. Chỉ một người thôi, một người bước ra, Ê-xê-tê sẵn sàng bước ra, nếu tôi chết thì tôi chết. Một người dám dâng chính mình cho Chúa để Chúa sử dụng mình thì cuộc đời của người đó có thể cứu cả một quốc gia, một dân tộc. Ôi, ngày hôm nay Chúa đang tìm kiếm những người như vậy. Ngài đang tìm kiếm những con người không giữ lại cho mình bất cứ điều gì, nhưng mà sẵn sàng trao cho Chúa tất cả những gì mình có để Chúa sử dụng họ và Chúa làm phép lạ cho cuộc đời của họ và qua cuộc đời của họ phước hạnh đến nhiều người chung quanh. Một chỉ một mình Philip thôi giảng tin lành cứu cả thành Samaria. Phaolô giảng tin lành khắp các dân ngoại, ông viết hầu hết các sách ở trong Tân Ước. Chúa cũng có thể khiến những người tầm thường trở nên phi thường. Như tôi nói hồi nãy với chúng ta, những gì tầm thường trong tay của chúng ta là người tầm thường thì nó sẽ trở nên bình thường, tầm thường. Nhưng những gì mà chúng ta dâng lên Chúa thì nó sẽ trở thành phi thường và phép lạ. Hãy dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Hãy dâng những gì mình có cho Chúa. Hãy dâng cuộc đời mình cho Chúa. Hãy dâng những gì mình có cho Chúa. Quý vị có cái gì? Hãy dâng cho Chúa cái đó. Phi-rơ từ tay đánh cá trở nên tay đánh lưới người. Một người đánh cá trở thành đánh lưới cứu người. David từ người chăn chiên và Chúa gọi ông trở người chăn dắt dân dân tộc của Ngài. Cái gậy của Môi-se trở thành cây gậy của Đức Trời. 5 cái bánh 2 con cá dâng cho Chúa, Ngài nuôi cho 5.000 người. Người phụ nữ bình thường trở thành mẹ Chúa Giêsu. Những bình chứa nước tẩy sạch để rửa tay, để tẩy sạch, tẩy ô uế đó trở nên cái bình chứa rượu ngon. Cô gái điếm là kỳ nữ Ahab trở thành tổ mẫu của vua David và Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta thấy cái điều gì xảy ra nếu như chúng ta dâng
cuộc đời mình cho Chúa, dâng những khả năng, dâng những ân tứ mình cho Chúa. Thì chính Chúa Ngài làm cho nó lớn lên. Sứ đồ Phaolô nói thế này, Apollo là ai? Phaolô là ai? Họ chỉ là những tôi tớ, nhờ họ mà anh chị em đã tin và mỗi tôi tớ làm điều Chúa đã ban cho mình. Nhưng họ có ân tứ gì thì họ sử dụng ân tứ đó. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng chính Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Cho nên người trồng, kẻ tưới đều không quan trọng gì. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên mới quan trọng. Người trồng cái tưới đều như nhau, mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công lao của mình. Vì chúng tôi là công việc, chúng tôi là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Như vậy khi chúng ta dâng lên Chúa những gì chúng ta có nghĩa là chúng ta cùng làm việc với Chúa để Ngài làm phép lạ cho chúng ta và cho người khác. Sứ đồ Phaolô nói thế này, thì tôi không dám nói điều gì khác ngoài những gì Đấng Christ đã thực hiện qua tôi để khiến dân ngoại bang vâng phục Ngài. Bằng lời nói, Chúa cho ông mở miệng, ông dùng lời nói. Bằng việc làm, Chúa cho bằng tay, ông dùng việc làm. Bằng quyền năng và dấu kỳ, dấu lạ, phép màu. Bằng quy lực của Đức Thánh Linh, của Thánh Linh Đức Chúa Trời, tôi đã công bố rộng rãi tin lành của Đấng Christ khắp nơi, từ Jerusalem và miền phụ cận cho đến Illyri. Như vậy, điều gì đã xảy ra trên đời sống của Phaolô? Ông đã dâng trọn cuộc đời của ông cho Chúa và Chúa sử dụng ông đem tin lành khắp nơi. Côn Tô Nhì đoạn 9 câu 10 câu 11, đấng cung cấp hạt giống cho người gieo. Có nghĩa là chúng ta không có còn không hạt giống, nhưng mà chúng ta xin Chúa cho con hạt giống để con gieo, và bánh cho làm thức ăn để cung cấp hạt giống cho anh chị em, và làm cho sinh sôi nảy nở thì cũng sẽ gia tăng bông trái công chính của anh em. Anh em sẽ được phong phú trong mọi sự để làm việc từ thiện, để qua chúng ta người ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi nhớ một lần kia khi mà tôi về Việt Nam giảng, và trong đó tôi có một cái chương trình gọi là giảng về cho doanh nghiệp, cho những doanh nhân. Và trong những chương trình đó thì tôi kêu gọi dâng hiến cho cái trường Kinh Thánh. Thì có một mục sư đó cảm động, và sau khi mà tôi vừa giảng xong thì cái mục sư đó đến gặp tôi và nói rằng, mục sư Phong, em nghe cái lời giảng của mục sư đó và em đã ghi một tờ giấy hướng nguyện dâng cho Chúa mà em không có tiền. Em hứa đại diện cho cái miền cao để dâng cho Chúa một số tiền mà em không có tiền. Nhưng mà bởi đức tin em vâng lời và em ghi xuống số tiền đó. Em mới vừa ghi xuống số tiền xong thì em vừa bước ra, vừa nhóm xong, vừa bước ra thì có người đến gửi cho em một bao thơ và số tiền y chang như những gì em hứa. Tôi muốn nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đấng quyền năng vô cùng, Ngài thật là lớn lao, thật là diệu kỳ vô cùng. Ngay cả chúng ta không có và chúng ta hứa là con dân của Chúa, các con không có đó, Chúa là đấng cung cấp hạt giống cho chúng ta. Chúa cung cấp cái điều mà chúng ta có cho Chúa. Tôi nhớ trước đây, mấy năm trước, vợ chồng tôi hứa để dâng một số tiền cho việc xây cất nhà thờ. Và số tiền nó lớn mà tôi không có khả năng để tôi trả cái để có số tiền đó. Và tôi, vợ chồng tôi nói hứa với Chúa, Chúa con muốn dâng cho Chúa và Chúa con muốn làm trọn sự ý nguyện này. Con không có nhưng mà tin Chúa chu cấp cho con. Thì có một chuyện xảy ra, thì cái căn nhà mà tôi ở, tôi mướn đó, thì cái người chủ nhà đó nói với tôi rằng cái nhà đó họ phải bán. Và tôi phải rời căn nhà đó. Và còn một tuần lễ nữa, tôi chưa biết tôi phải dọn ở đâu nữa, mà cái nhà đó phải trao cho người ta, và một tuần lễ nữa chưa biết dọn đâu. Thì tôi cứ tin cậy nơi Chúa như vậy. Thì có một điều xảy ra, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Có người mời tôi về, và phía sau họ có một căn nhà ở phía sau, và họ cho vợ chồng tôi ở tiền nhà, tiền điện, tiền nước, không phải trả gì cả. Và cuối cùng, cái số tiền mà chúng tôi hứa dâng cho Chúa, chúng tôi bởi vì chúng tôi không phải trả những tiền đó, thì tất cả những số tiền mà tôi đáng lẽ tôi phải trả cho tiền nhà, tiền điện, tiền nước, cái tiền đó dùng để dâng hiến cho Chúa và đúng như những gì mà chúng tôi hứa nguyện cho Chúa. Tôi muốn nói cho chúng ta biết là những ai chúng ta đừng giữ, hãy nghe tôi, nghe lời của Chúa hôm nay nữa nè, đừng giữ những gì trong tay của mình.
cái gì mà chúng ta giữ trong tay của mình mà chúng ta dâng lên cho Chúa, ngay cả chúng ta không có, thì Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng của Ngài, có thể làm trỗi hơn mọi phần mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20. Cái lại làm sao những gì tầm thường trong tay chúng ta khiến nó trở thành phép lạ trong một cách thực tế? Đừng bao giờ nói con không có gì dân Chúa. Bạn có ít nhất một điều mình dâng cho Chúa. Cái gì trong tay hãy hãy dâng cho Chúa. Cái gì mình không có mình hứa với Chúa con dâng bởi đức tin. Mặc dù nó ít nhưng mà chúng ta hãy dâng lên cho Chúa và hãy trung tín với điều đó. Và Chúa sẽ ban cho cái sự dư dật đến với chúng ta. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy dâng chính mình cho Chúa, Chúa cuộc đời con cho Chúa. Dâng chính mình chúng ta cho Chúa. Đừng bao giờ nói với Chúa con không có khả năng. Hãy bắt đầu phục vụ những công việc nhỏ mình có thể làm được. Đừng nói tôi không có khả năng. Hãy bắt đầu. Nếu mà chúng ta bắt đầu vô nhà thờ, chùi toilet, làm vệ sinh, dọn dẹp, sắp ghế. Hãy bắt đầu từ những cái việc nhỏ đó. Đừng nói là con không khả năng gì cả. Hãy bắt đầu những cái điều gì chúng ta thấy được. Thấy nhà thờ có rác, hãy cúi xuống lụm rác. Tôi bắt đầu từ những chỗ đó. Thấy rác, tôi lụm rác bỏ vô thùng. Hãy dâng phục người lãnh đạo khi mà họ kêu mình làm một điều gì đó, mặc dù chúng ta không thích. Sau đó chúng ta sẽ thấy ích lợi mà Chúa sẽ cho chúng ta sau này. Một người bạn của tôi là mục sư Bưu Điền, có thể một số người biết mục sư Bưu Điền. Ông nói rằng là trước đó, ông mục sư lãnh đạo của ông chỉ thích thờ phượng thôi. Ông mục sư lãnh đạo kêu ông là phải dạy mấy đứa thiếu nhi. Và ông không thích. Nhưng mà bởi vì lãnh đạo kêu ông phục vụ thiếu nhi thì ông vâng lời, ông phục vụ thiếu nhi mặc dù ông không thích. Và sau đó ông mới hiểu được rằng Chúa đưa ông nhiều cái chuyện ông không thích để Chúa dùng cái đó trang bị ông để ngày hôm nay ông trở thành một mục sư và ông thể biết những cái lãnh vực đó. Cho nên đừng bao giờ nói không với người lãnh đạo của mình. Hãy luôn luôn hãy có một tinh thần sẵn sàng. Nếu người lãnh đạo nhờ mình điều gì, kêu mình điều gì thì chúng ta sẵn sàng chúng ta làm, thì và làm hết lòng hết sức chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được Chúa ban phước cho chúng ta, Chúa gia tăng cho chúng ta. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục phục vụ, hãy tiếp tục dâng những gì bạn có, bởi vì cái phước hạnh của chúng ta nằm ngay cái chỗ khó khăn. Cái phước hạnh của ta nó sát nút ở bên cái khó khăn, bởi vì chỉ còn một bước nữa thôi là chúng ta sẽ thấy sự bứt phá của Chúa. Sáng thế ký đoạn 26 câu 12. Isaac ở trong một vùng đất ở tại Ai Cập, và tại vùng đất này thì nó đang hạn hán, và Isaac muốn dời cái chỗ đó đi. Không phải, xin lỗi, ở vùng đó không phải Ai Cập mà Isaac ở vùng đó, như Rơi-ra thì phải. Thì ông Isaac không muốn ở đó đâu bởi vì nó hạn hán. Và ông muốn rời khỏi chỗ đi nhưng Chúa kêu ở lại đi. Ở lại. Ta sẽ ban phước cho tôi xứ này. Và Kinh Thánh trong 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 Sáng Ký đoạn 26 câu 12. Isaac gieo hạt giống trong xứ đó và năm ấy ông thu hoạch gấp trăm lần vì Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Cho nên cái chỗ nào mà khó khăn, cái chỗ nào mà nhiều cái điều mà mệt mỏi gánh nặng cho chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta trung tín ở trong cái chỗ đó thì cái chỗ đó là cái chỗ bứt phá của chúng ta, cái chỗ thu hoạch gấp trăm lần hơn cho đời sống của chúng ta. Amen. Ước mong con cái Chúa thấy điều này, đừng ai bỏ cuộc. Hãy nói cho mình tôi không bỏ cuộc. Matthew đoạn 13 câu 12. Vì người có lại được cho thêm và đầy dẫy, những người không có ngay cả điều họ có cũng bị cất đi. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, cái người mà có đó, mà có nghĩa là cái người nào có họ trung tín, họ sử dụng những gì Chúa cho thì càng thêm đầy dẫy. Nhưng mà cái người mà không có đó, không có làm gì hết, không có gì mà phục vụ Chúa, không sử dụng gì cả đó, thì ngay cả cái điều họ có cũng bị cất đi. Cho nên những gì mà quý vị giữ ở trong tay sẽ mất. Nhưng những gì mà dâng cho Chúa vì cớ Ngài, vì Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta đầy dẫy. Những gì chúng ta buông nó ra khỏi tay của chúng ta vì cớ Chúa, Chúa sẽ làm cho nó trở lại với chúng ta và cộng thêm tiền lãi nữa. Truyền đạo đoạn 11 câu 1. Hãy rải bánh của con xuống mặt nước
vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được ngay cả cái chỗ mà không thể nào nghĩ rằng nó có thể đến với mình, nhưng mà nó sẽ trở lại với mình. Cô tôi nhì đoạn 9 câu 6, hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. À, gieo ít gặt ít, gieo nhiều gặt nhiều, không gieo thì không gặt. À, cho nên những gì mà chúng ta buông bỏ nó tay khỏi tay chúng ta vì cớ Chúa đó, Chúa sẽ dùng chúng ta ban phước cho người khác. Có nhiều người đang chờ đợi chúng ta để họ được phước. Trong khoảng 1 tháng gần qua thì Chúa đặt lòng tôi giúp đỡ Việt Nam. Chúa đặt lòng tôi vừa giúp đỡ Việt Nam, vừa cảm thấy là muốn cho tặng người khác một chiếc xe tôi đang có. Và tôi đã làm. Và sau khi tôi làm xong, bởi đức tin tôi không có gì cả, tôi không 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 có gì trong tay, bởi đức tin tôi chỉ làm thôi. Và như tôi chia sẻ với quý vị vừa rồi thì bắt đầu Chúa khiến người này người kia chúc phước lại cho tôi, và những người mà họ chúc phước cho tôi thì bắt đầu Chúa cũng ban phước lại cho họ. Và tôi thấy ở trong cuộc đời của tôi nhìn lại trong cuộc đời của tôi nhiều lần như thế này, những gì mà tôi buông ra khỏi tay của tôi thì Chúa ban phước, là tôi ban đem phước đó cho người mà tôi ban cho là dĩ nhiên rồi. Rồi người khác đem phước lại với tôi và Chúa chúc phước lại cho người đó nhiều hơn. Và những người mà chúc phước cho cái người người này thì lại được Chúa chúc phước lại cho họ. Cho nên giống như một dây xích nó đi dòng truyền 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 thế này. Cho nên tôi thấy rằng những lúc mà tôi không làm cái chuyện này đó thì tôi chẳng có gì hết, trong cuộc đời nó bình thường bình thường. Rồi những ai khác xung quanh cũng bình thường, con cái Chúa trong hội thánh của mình cũng bình thường. Nhưng mà khi bắt đầu tôi thách thức mình chính mình làm cái điều này, rồi con cái Chúa cũng làm điều này, thì bắt đầu thấy rồi, cái là phước bắt đầu tới mình, rồi phước tới người kia, tới người nọ. Do đó tôi muốn thách thức chúng ta hôm nay, đừng nắm trong tay nữa, hãy buông ra. Cây gậy chúng ta là con rắn, một rắn độc, đừng giữ nó trong tay nữa. Tóm tắt lại, để có một cái đời sống mà những gì chúng ta có nó trở thành phép lạ cho Chúa, chúng ta dâng lên Chúa là phép lạ đó, chúng ta cần phải gặp Chúa một cách cá nhân, được Ngài gọi chúng ta và chúng ta đáp ứng cái sự kêu gọi của Ngài, được Chúa biệt riêng chúng ta. Kế tiếp là Chúa muốn chúng ta ném bỏ những gì mà chúng ta đang cầm giữ, giống như Môi-se, Chúa ném bỏ cây gậy. Và kế tiếp là Chúa muốn chúng ta kiểm tra lại cái tấm lòng của chúng ta, kiểm tra lại cái công việc chúng ta làm, giống như Chúa kêu Môi-se đặt tay vào trong ngực của mình, trong ngực của mình, để nhìn thấy cái công việc của mình làm đó là công việc của xác thịt, công việc của tội lỗi, công việc của ô uế, chứ không công việc của Đức Chúa Trời, để chúng ta điều chỉnh lại. Và Đức Chúa Trời chúng ta đấng khiến những gì không có trở nên đầy dẫy, Ngài khiến gì ít trở nên đầy dẫy, không có làm đầy dẫy, ít cũng trở nên đầy dẫy. Chúa khiến những người yếu đuối bình thường, những người không ra gì để đem sự chiến thắng và đem hổ thẹn kẻ mạnh. Đức Trời chỉ cần dùng một người thôi có thể giải quyết nan đề mà không ai giải quyết được, có thể cứu cả thành phố và quốc gia. Chúa khiến những người tầm thường trở nên phi thường. Như vậy hôm nay tôi muốn cầu nguyện cho chúng ta, nếu ai chúng ta nói Chúa ơi, con muốn dâng cuộc đời bình thường này của con cho Chúa, con muốn dâng những cái gì mà tầm thường trong tay của con cho Chúa, con dâng Chúa những tài năng tầm thường của con trong tay Chúa, xin Chúa hãy sử dụng điều này. Và tôi tin rằng Chúa chắc chắn Ngài sẽ nghe và Ngài sẽ nhậm lời. Tôi nhớ đến một vị mục sư rất là nổi tiếng ở bên Anh, và sau đó ông đi lúc mà ông còn nhỏ và ông không có cái tài năng gì cả, và ông học trong trường thì rất là dở, lúc nào cũng 40 45 đứa thì ông là cái người đội sổ. Thầy cô bạn bè đều coi thường. Rồi một ngày kia ông đi ngang qua phòng của cha mẹ mình và ông nghe tiếng ba mẹ của mình nói chuyện với nhau. Không biết đứa con mình lớn lên, mình qua đời và nó sẽ sống như thế nào, bởi vì nó không ích lợi, nó vô tích sự, nó không có gì cả. Đó, chẳng ích lợi gì cả. Cái cậu bé này buồn quá buồn. Sáng hôm đó ông cậu bé không ngủ được và ra ngoài ruộng và quỳ xuống. Nói Chúa ơi, cuộc đời con không ích lợi với ai, cuộc đời con vô tích sự, cuộc đời con không có cái gì làm được gì cả.
nhưng mà con xin dâng cuộc đời con cho Chúa. Chúa muốn dùng con cách nào, Chúa sử dụng con đi. Và sau khi ông cầu nguyện với Chúa như vậy xong thì khoảng 3 tháng sau, bắt đầu điểm của ông bắt đầu tăng lên, của cậu bé này tăng lên. Và sau đó luôn luôn đứng top 10, một trong 10, rồi sau đó top 3, một trong 3 học giỏi, và sau đó xuất sắc luôn. Và sau đó Chúa gọi ông qua bên Ấn Độ. Và khi qua Ấn Độ, ông dịch Kinh Thánh, ông giảng Kinh Thánh, và người ta gọi ông là tổ phụ của Ấn Độ, người tổ phụ Ấn Độ, trong nhà truyền giáo rất là nổi tiếng. Tự nhiên tôi quên tên, tôi chợt nhớ câu chuyện này. Và tôi muốn cầu nguyện những ai chúng ta thấy cuộc đời mình nhỏ bé, bình thường, không giá trị, không ích lợi gì ai hết, nhưng mà nói Chúa ơi, hôm nay con dâng cuộc đời con cho Chúa. Xin Chúa dùng cuộc đời tầm thường, cuộc đời bé mọn này của con, cuộc đời không có giá trị, cuộc đời xấu xa, cuộc đời tội lỗi, cuộc đời mà ô uế này, dâng cho Chúa. Thì Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta. Xin hãy cầu nguyện theo sau tôi, nếu mà chúng ta là cái người được cảm động trong sứ điệp này. Hãy nói với đức tin, hãy cầu nguyện trong đức tin. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con. Hôm nay con dâng cả cuộc đời con cho Ngài. Con dâng tất cả những gì mà con có trong tay và những gì con sẽ có, dâng tất cả cho Chúa. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của con. Chúa thánh hóa cuộc đời của con. Chúa thánh hóa những gì ở trong tay của con. Để tất cả những gì con làm, nó sẽ là phép lạ cho sự vinh hiển của Ngài. Nó là sự siêu nhiên mà người ta nhìn vào, người ta biết đây công việc của tay Đức Chúa Trời. Khi người ta nhìn vào cuộc đời của con, người ta nói rằng đây là người của Đức Chúa Trời. Khi họ nhìn vào những gì mà con làm, họ biết là đây công việc của Đức Chúa Trời. Xin Chúa hãy sử dụng con ngày hôm nay. Xin Thánh Linh của Chúa dạy dỗ con, dẫn dắt con ở trong đường lối của Ngài. Thánh hóa, thanh sảy, thanh tẩy tâm lòng, tư tưởng, sự suy nghĩ của con. Và Chúa ơi, con tuyên bố với Chúa ngày hôm nay và cho mãi mãi cuộc đời của con là của Ngài. Xin Cha hãy tiếp nhận lấy cuộc đời của con. Xin Thánh Linh giúp con để con làm trọn sự hứa nguyện này. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Xin phép cầu nguyện cho chúng ta. Thưa Cha, con bởi ơn của Ngài, bởi sự thương xót của Ngài, bởi tình yêu của Ngài mà Cha đã dùng con chia sẻ sứ điệp này. Do đó con cầu nguyện xin Ngài dùng sứ điệp này đánh động vào trong mỗi tấm lòng của con dân của Chúa. Và những ai Chúa đánh động tấm lòng này thì Chúa ơi, xin họ, xin Ngài khiến cho họ sẵn sàng trao tất cả những gì của họ cho Chúa, dù điều đó là điều bình thường nhất, dù điều đó là điều xấu xa nhất, dù đó là cái điều mà không giá trị gì nhất. Nhưng mà Chúa ơi, con biết rằng khi nằm trong tay của Chúa thì Ngài sẽ thánh hóa nó. Ngài đấng mà có thể khiến từ những không có trở nên đầy dậy, từ những gì ít mà Ngài khiến cho nó trở nên nhiều. Ngài đấng khiến cho những kẻ yếu đuối chiến thắng những kẻ mạnh. Ngài khiến cho những kẻ mà khờ dại làm hổ thẹn kẻ khôn ngoan. Ngài khiến con người nhỏ bé để có thể làm những công việc lớn lao vĩ đại. Bởi vì Ngài chính là Đức Chúa Trời. Và không có ai so sánh được với Ngài, không ai có thể làm được những công việc của Ngài. Do đó con cầu nguyện trình dâng những con người mà đã đáp ứng sứ điệp này trong tay của Ngài. Bắt đầu hôm nay, Chúa ơi, con cầu nguyện Ngài biệt riêng cuộc đời của họ. Cho họ gặp Ngài mặt đối mặt để họ thấy sự thánh khiết của Ngài, thấy sự vinh hiển của Ngài, và họ nghe được tiếng gọi của Ngài để họ đáp ứng tiếng gọi thiên thượng mà Ngài gọi họ
Còn cả với Ngài, những danh Chúa sẽ có chúc phước cho cuộc đời của họ, những danh chúc phước cho những gì trong bàn tay của họ, những danh Chúa sẽ có chúc phước những gì mà Chúa đã ân tứ khả năng gì mà Ngài trao cho. Nhân danh Chúa sẽ bắt đầu từ hôm nay, tất cả những điều này sẽ được gia tăng và được đầy dẫy trong đời sống của họ. Nhân danh Chúa sẽ những gì mà họ có trong tay, nó sẽ là phước cho họ và phước cho những người mà chung quanh, làm nguồn phước cho những người chung quanh. Ô để cuộc đời của họ, ô luôn luôn là một cái dòng chảy phước, dòng sông sự sống của Chúa tuôn phước từ Chúa đến người này đến người kia và lan đến nhiều người chung quanh. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ô nhân danh Chúa, ta nói cùng Satan và ma quỷ, các người hãy buông tha những người này ra, tất cả những gì cầm buộc họ, những đồng lũy người xây dựng trong tâm trí họ, ta phá hủy những đồng lũy này, bởi lời Chúa như là búa, lời Chúa như là lửa thiêu đốt tất cả những điều này ngày hôm nay trong danh của Chúa. Ta trói buộc tất cả những quyền lực sự tối tâm các người đang áp chế cầm giữ họ, hãy buông tha họ ngày hôm nay để họ phục vụ Chúa trọn cuộc đời của mình, làm sáng danh Chúa và đem tin lành của Chúa khắp nơi. Ô, để nhiều người biết đến danh Chúa Giêsu trước khi Ngài trở lại. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.